đã ăn xong rồi, rửa chén đi anh lau nhà cho em. Tiền lương anh mơ vừa đưa, bây giờ trong túi không còn 500. Nhìn em anh rất đau lòng, tại anh không nói vì thương mãi. Tôi bước chân ra đường, có lắm cô theo tôi nào quan tâm. Vì thương